Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bằng Lên Phim Bài YouTube Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review một cửa hàng mà đang được rất là nhiều anh em mong đợi. Đó là cửa hàng Radon Sancho, tài năng trẻ sáng giá người Anh. Đây anh em có thể thấy, bây giờ mình sẽ nhận thử Sancho trước luôn. Phiên bản mình chọn sẽ là phiên bản skill đỏ, đó là skill Legendary. Thì đặc biệt là trong lần Player of the Month này thì EA cho chúng ta 4 lựa chọn, cả 4 loại skill boost luôn. Đây là rất thuận tiện cho anh em nào muốn xây team. Thì ví dụ anh em xây team theo màu nào thì chúng ta có thể lựa Sancho màu đó để chúng ta trải nghiệm. Đây, và mình sẽ nhận Radon Sancho. Wow. Vâng, chỉ số 97, cửa hàng Player of the Month cao nhất từ trước tới giờ. Vâng, như anh em cũng thể thấy là với skill boost của mình là skill boost lên tới 16 rồi, thì nó boost lên cho Sancho khá khủng. Đây, như em có thể thấy là cái chỉ số tốc chạy rất là cao, 123 luôn, chỉ số tăng tốc là 131. Các chỉ số dứt điểm và lực sút thì rất là cao do có được boost thêm. Ngoài ra cái skill boost này nó còn tăng rất nhiều khả năng khống chế bóng và khả năng đi bóng của Sancho nữa. Ngoài ra khả năng chuyền ngắn cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên các chỉ số khác như là chỉ số xuất xa thì cũng không được cao lắm. Tuy nhiên nhờ Sancho có lực sút tốt nên là chúng ta có thể sử dụng những pha cứ lòng cùng với chỉ số xuất xoáy 88, nên là những pha cứ lòng của Sancho cũng không tới nỗi tệ. Các chỉ số nhanh nhẹn thì ở mức khá cao, thăng bằng cũng thế. Tuy nhiên các bộ chỉ số phòng thủ của Sancho thì không được tốt lắm, cũng như là khả năng tranh chấp của Sancho thì chỉ số cũng tương đối thôi. Nên là vì anh em sử dụng Sancho cần sử dụng tốc độ của anh và tránh cho anh các tình huống tay đôi thì sẽ thuận lợi hơn. Như em có thể thấy là cái chỉ số đánh đầu nó chỉ có 4 máy thôi, là kèm người chỉ có 3 máy thôi, chỉ số nhảy cũng có 5 máy thôi. Cái chỉ số tranh chấp và đánh đầu khá là kém, vì vậy chúng ta cần hạn chế cho Sancho cái tình huống tranh chấp hoặc là đánh đầu từ bên cánh vào. Thì Sancho là một tài năng trẻ người Anh, thì mình đang thi đấu cho câu lạc bộ Dortmund tại Bundesliga. Trước Sancho thi đấu cho đội trẻ của Man City, tuy nhiên đã được Dortmund mua lại. Và năm nay thì Sancho thi đấu rất là tỏa sáng và được hứa hẹn là một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu hiện nay. Thì skill qua người kêu sai, Sancho cao 1m8 và nặng 76 cân. Chỉ có một skill ẩn duy nhất, khéo léo. Thì rất tiếc là Sancho không có nhiều skill ẩn. Điểm mạnh của Sancho là gì? Chính là khả năng dứt điểm cùng khả năng đi bóng, lừa bóng rất là tuyệt vời. Cũng như nhờ khả năng đi bóng rất tốt nên anh có thể tạo một góc sút tốt để mình có thể cứu lòng và ghi bàn. Và điểm yếu của Sancho là khả năng phòng ngự và khả năng tranh chấp. Đây, chúng ta có thể thấy khả năng đi bóng của Sancho rất tốt. Và anh có thể kết thúc tình huống một cách gọn gàng. Với chỉ số dứt điểm và lực sút rất cao của mình. Đây chúng ta có một tình huống khác. Chúng ta có thể thấy là cả kỹ năng chỉ số dứt điểm hỗ trợ Sancho tốt như thế nào. Với Sancho thì chúng ta cần tránh những tình huống đóng xa mà không phải xuất sai, bởi vì cái chỉ số xuất xa của anh không có cao lắm, nên là những cú đóng xa của anh thì sẽ không thật sự hiểm hóc và thủ môn có thể bắt được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật của Sancho và sau đó thực hiện những pha xuất xoáy thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Ở đây thì mình sẽ thi đấu một trận head to head. Đây là team của mình, Forever Young. Còn đây là team Hàn Quốc của đội bạn, cũng Mora 178 luôn, với Janetty và Davis. Ở trận này thì chúng ta sẽ được gặp một team 1400 fan, còn team của mình là 1100 fan. Đầu mùa giải mình lên 1400 thì chắc chắn đối thủ cũng rất là cứng này. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Thì đội Forever Young sẽ ở bên trái các bạn mặc áo màu xanh, còn đội Hàn Quốc sẽ ở bên phải các bạn mặc áo của Atletico Madrid, áo đỏ sạch trắng, quần xanh. Dembele. Cả hai đội đều thi đấu với các sơ đồ mà chúng ta thường thấy ở trong cái trận head to head. Đội Forever Young là sơ 4-3-3, còn đội Hàn Quốc là sơ 5-2-2-1. Đây, vừa rồi chúng ta vừa thấy một pha tạt bóng của Sancho. Ở trận này thì mình sẽ cố gắng mình nhồi bóng bên cánh phải nhiều để Sancho có thể thể hiện khả năng của mình. Rondo.
Nguy hiểm, đây là Aubameyang. Aubameyang không được. Bóng bật chân hậu vệ của đội Pháp ra vào gian. Và Donnarumma đã ôm gọn bóng. Dembele. Gullit. Aubameyang phối hợp với Sancho. Vâng, truyền xuống cho Aubameyang. Sẽ một pha tạt bóng chăng? Đánh đầu, không được. Defe đã chiến thắng trong thủ vừa rồi và đã giải nguy cho đội Hàn Quốc. Đây là De Bruyne. Vẫn là Bruyne. Một pha truyền xuống cho Aubameyang. Nguy hiểm, đối mặt thủ môn. Dứt điểm, không thành công. Donnarumma đã ôm gọn bóng tình huống vừa rồi. Một tình huống ZD hơi lỗi. Sancho. Vâng, rất khéo léo. Vâng, chúng ta có thể thấy là quả đầu của Sancho rất là đặc biệt. Nhìn như quả nấm vậy. Tạt vào. Đến nào. Vào. Aubameyang là mở tỷ số ở phút thứ 40. Và không ai khác người tạt bóng chính là Jadon Sancho. Đây, chúng ta có thể thấy là một pha tạt bóng nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên nó lại đến đúng ngay vị trí Aubameyang đang đợi sẵn. Và Aubameyang đã nhẹ nhàng lắc đầu ghi bàn. Cứ bấm được rồi, đây là Aubameyang, tốc độ Aubameyang. Không được, sẽ có một fan đánh biên. Rất bất ngờ là đội 1.100 fan để cá bàn thắng mở tỷ số trước. Penalty. Aubameyang. Bánh đe. De Bruyne. Không được. Nagolan. Phản công cho các cầu thủ Hàn Quốc. Vâng, rất may mắn là hiệp một trận đấu đã kết thúc ngay khi đội bạn vừa bấm bóng xuống, có thể như đã có một pha tuyệt vời. Và trọng tài cũng đã nổi trời kết thúc hiệp 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang hiệp 2 của trận đấu. Vieira, Banda, Van Dijk, Duffy. Đây là Dembele. Sancho. Không, Sancho không quay được David. Aubameyang, Rondo. Aubameyang, đội bạn đang phối hợp 1-2, tuy nhiên lại một lần nữa Duffy, tuy nhiên lần này đối bên đội Pharrell và Giang để lấy được bóng. Banda, Vieira, Aubameyang, chuyển xuống cho Banda, vẫn là Banda, tạt vào chăng? Không được. ACB ở trong ngoài đón được bóng. Giờ là một pha phản công. Aubameyang, Rondo. Vâng, rất nguy hiểm, đây là Aubameyang. Vẫn Aubameyang, không thành công. Sẽ có một pha phạt góc. Các cầu thủ đội Pharrell Williams theo người rất xét, vì vậy đội bạn khá dứt điểm. Đến đâu, không thành công. Bóng chúng sẽ ngang, rất nguy hiểm. Suýt tí nữa là các bàn thắng gỡ hòa. Gullit rất khỏe. Vẫn là Gullit. Vieira. Đây là Aubameyang. Bánh đe. Aubameyang. Đó là những pha kiểm soát bóng ở giữa sân. Dembele. Sancho. Sancho và David. Rất khỏe. Sancho vừa qua David, tạt vào, đánh đầu, vào, tỷ số 2-0, người ghi bàn là Aubameyang. Vâng, cầm đầu trong bàn thắng vừa rồi thuộc về Sancho. Một pha đi qua người David là tạt vào rất chuẩn xác cho Aubameyang đánh đầu. Rất bất ngờ tỷ số hiện tại đang là 2-0. Aubameyang rất, vâng, rất tốt, rất tốc độ. Vâng, đội bạn đang thể hiện dứt điểm, không thành công. Một pha đi bóng rất tốt, tuy nhiên cú sút lại chưa đủ lực. Một pha ném lỗi của Donnarumma. Davis. Chúng ta thấy là hôm nay Sancho đã có hai pha tạt bóng vào rất tuyệt vời cho Aubameyang. Nguy hiểm, sút vào, tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2. Một khe chặt khe xuống trung lộ và Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội. Đội Hàn Quốc đã thể hiện đẳng cấp của mình khi rất nhanh chóng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Penalty. Aubameyang. Đây là Gullit. Vâng, những pha đập nhã trung lộ của đội Pharrell Williams. Vieira. Không được, Penalty lấy lại bóng. Duffy, Nagolan. Vâng, như vậy trận đấu vừa kết thúc. Vâng, như ta có thể thấy là khả năng Sancho trong head to head xuất sắc như thế nào. Anh đã chiến thắng được máy chạy như David và mang về những cơ hội cho Aubameyang lập công. Vâng, và xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại em vào những video tiếp theo.